Tại sao khi mình làm lễ pháp bảo và tăng bảo thì không có, nhưng khi làm lễ Đức Thế Tôn lại có vi trần dưới chân Đức Phật? Vi trần là gì vậy sư? Ngoài ra, khi xác định một kiếp trái đất, ta có thể hiểu là từ lúc vụ nổ Big Bang xảy ra cho đến khi trái đất biến mất không? Cái vi trần á, là hạt bụi, đơn giản vậy thôi. Làm lễ vi trần tức là làm lễ bụi bặm, nghĩa là một cách nói để mình thể hiện sự khiêm cung, chứ nó không có gì.